chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Do không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông nên ở hầu khắp các nơi trên biển Đông thì gió đông bắc đều giảm dần về cường độ và phổ biến hoạt động ở mức trung bình. Riêng vùng biển phía đông bắc của biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc của huyện đảo Hoàng Sa, là nơi mà gió mạnh hơn với cường độ đạt mức cấp 6 nên sóng biển ở đây trên 2 mét gây biển động. Đối với vùng biển phía nam biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa cũng có xu hướng giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi nên thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 27 tháng 12, do ảnh hưởng của vùng nhiễu động từ phía đông di chuyển vào nên mưa dông gia tăng trở lại trên khu vực, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bà con ngư dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết để đảm bảo an toàn. Theo dự báo xa hơn, đến khoảng ngày 30 tháng 12 thì có khả năng không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trở lại. Gió đông bắc trên biển Đông hoạt động mạnh lên, gây sóng cao biển động. Bà con ngư dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để có kế hoạch ra khơi an toàn. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ có hướng đông bắc với cường độ chỉ ở khoảng cấp 4. Nhận định từ nay đến khoảng ngày 29 tháng 12 thì gió trên vịnh chuyển dần sang hướng đông và có cường độ yếu nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Lưu ý là từ khoảng ngày 30 tháng 12 thì không khí lạnh hoạt động trở lại với cường độ mạnh nên gió trên khu vực sẽ mạnh dần lên mức cấp 6, cấp 7 gây biển động. Dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5, sau đó giảm xuống cấp 3, cấp 4. Thời tiết cũng chuyển tốt với trạng thái ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Đến ngày 30, 31 thì gió đông bắc ở vùng biển này cũng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5, sau đạt mức cấp 6 gây biển động. Cùng với đó là sự xuất hiện của những cơn mưa dông khiến cho tầm nhìn xa giảm. Thời tiết không được thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc có cường độ phổ biến ở mức cấp 5. Từ nay đến khoảng ngày 28 thì thời tiết khá ổn định, trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, gió đông bắc phổ biến ở mức cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết nắng ráo, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi nên ít ảnh hưởng đến sự lưu thông của tàu thuyền. Tình trạng thời tiết tốt duy trì đến khoảng ngày 29, sau đó mưa dông có khả năng xuất hiện. Bà con ngư dân cần lưu ý về tầm nhìn hạn chế cũng như khả năng có gió giật trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.